Rồi, Trần Thắng xin kính chào quý khán giả đài truyền hình SBTN. Ngày hôm nay Thắng xin được trở lại quý khán giả trong phần bình luận tin tức của SBTN với luật sư Đỗ Phú. Và xin chào anh Phú. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Chào anh Trần Thắng. Dạ vâng, kính thưa ông Giao và thưa anh Phú, thì cái tin mà đáng chú ý nhất là cái chuyến đi về Trung Quốc, thăm Trung Quốc của bà Janet Yellen. Bà là Bộ trưởng Treasury, thì mình có thể tạm dịch là Bộ trưởng Ngân khố cũng được. Bà đi qua bên Trung Quốc trong vòng 3 ngày ở bên đó, và đã họp rất nhiều với các nhân vật quan trọng của Trung Quốc, từ ông thủ tướng cho đến tân thủ tướng, chủ tịch ngân hàng, gọi là ngân hàng dự trữ của phía bên Trung Cộng, thưa anh Phụ và thưa quý khán giả. Và đặc biệt đó là phó thủ tướng Hy Li Fan và bộ trưởng tài chánh Lin Qiu. Thì cái vấn đề ở chỗ này, qua cái chuyến đi này thì mình mới hiểu rõ thêm một chuyện là Trung Cộng đó, họ rất sợ cái từ mà người Mỹ thường hay dùng á, chính người Mỹ hay dùng là decoupling. Decoupling là tách rời đó. Tách rời ra, decoupling là tách rời ra, tức là giờ tôi không chơi với anh nữa. Những cái gì mà tôi đầu tư với anh trước kia bây giờ từ ra thì là decoupling. Thì phía bên Trung Cộng họ rất sợ cái từ này. Chính vì bắt được cái việc mà bắt gọi là bắt mạch được đó. Cái này đó. Thì sau này đó, bà giao lên trong chuyến đi này, bà không dùng chữ decoupling. Bà dùng gọi là diverse. Diverse có nghĩa là đa dạng hóa ra. Tức là tôi từ xưa giờ tôi có rất nhiều công ty ở Trung Cộng lắp ráp mọi thứ, bởi tôi đa dạng hóa nó. Và tôi sẽ mang nó đi nhiều nơi khác. Và trước đây đó thì mấy tháng trước thì bên Âu Châu, cộng đồng chung Âu Châu thì họ dùng danh từ là bà chủ tịch Ủy ban Âu Châu là bà Ursula de Leyen, thì bà dùng danh từ là de-risking. De-risking là giảm thiểu cái thiệt hại, giảm thiểu sự rủi ro. Thì tất cả những cái này nó phải nói thẳng là anh dùng cái từ nào thì cũng, thì Trung Cộng cũng hiểu là Âu Châu và Hoa Kỳ muốn tách Trung Cộng ra rồi. Tại vì từ xưa giờ Trung Cộng là một cái gọi là nhà máy sản xuất hàng hóa cho toàn thế giới, công ăn việc làm đến từ đó mà ra. Bây giờ nếu như phía bên Liên Âu và Hoa Kỳ rút ra thì Trung Cộng chết. Mà cái hồi tháng 11 năm ngoái, khi mà Tổng thống Joe Biden gặp ông Tập Cận Bình ở Bali đó, trong buổi họp á, chính Tổng thống Joe Biden đã nhắc nhở ông Tập Cận Bình là, ông còn nhớ không, là khi mà Nga xâm lăng Ukraine là tất cả các công ty Liên Âu và Hoa Kỳ rút ra khỏi Nga hết. Nhưng mà anh Đừng Thắng biết cái này nó cần cái chuyện này là cái chuyện mà Trung Cộng giống như là một cái nôi đó. Dạ. Mà anh cho tất cả những cái món hàng nào rẻ thì các công ty đầu tư, thay vì họ lắp ráp ở nhân công ở bên Mỹ 20 đồng một giờ. Dạ. Họ về Trung Cộng đi, lắp ráp chỉ có 5 đồng một giờ thôi. Dạ. Nhiều khi rẻ hơn. Còn rẻ hơn thì anh thấy rõ ràng là cái sản phẩm á, như cái iPhone chẳng hạn. Dạ. Nó sẽ giảm cái giá thành xuống rất là nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà cái này nó cần cái sự đồng nhất, một cái liên hiệp của nhiều nước khác nhau. Dạ. Để không có xé rào. Dạ. Tại vì nếu mà ví dụ như tất cả mọi nước, Hoa Kỳ nè, Liên Âu nè, tách ra. Dạ. Nhưng mà có một nước châu Âu khác lại xé rào, mà nước đó kinh tế là mạnh chẳng hạn như Anh đi. Dạ. Thì dĩ nhiên Trung Cộng sẽ mời mọc là xuống giá một cách kinh khủng lắm để mời mọc. Yeah. Cái vấn đề là chúng ta phải có tinh thần đồng nhất như là NATO đó. Yeah. Để mình có một cái liên hiệp chung, và mình nói là mình sẵn sàng, mình đa dạng hóa cái chuyện mình chuyển những công ty qua chỗ khác hoặc đi cấp linh, mình xài chữ nào cũng được hết. Yeah. Nhưng mà mình phải nhận thức là anh Trung Cộng là một anh rất ư là nguy hiểm khi mình cho những quyền lực giống như là ông Nixon năm 72 sau khi ký xong cái hiệp định mà mở Trung Cộng ra đó. Yeah. Là quay lại nó cắn mình. Yeah. Thì tôi nghĩ là các nước Liên Âu bây giờ họ nhìn thấy chuyện đó rồi, Trần Thắng. Dạ vâng, thì cái vấn đề ở chỗ này, thưa anh Phủ và thưa quý khán giả, ngay ở Hoa Kỳ đã có nhiều người thắc mắc là tại sao chính phủ Mỹ không bắt những công ty như Apple, những IBM lắp ráp sản phẩm của họ ở tại Hoa Kỳ hoặc khắp nơi. Thứ nhất là Hoa Kỳ là theo cái tư bản thị trường, họ không thể bắt chỗ nào rẻ là tôi làm. Họ không thể bắt những công ty đó làm được. Đối với ông CEO là chủ tịch của công ty, đối với ông không có trách nhiệm gì đối với đất nước của ông hết á. Ông chỉ có trách nhiệm mà làm sao cho cổ đông của ông có lời, mua cổ phần chứng khoán, chẳng hạn anh mua stock của Apple, anh mua stock của Nike, anh mua stock của IBM, mà anh thấy stock năm nào nó cũng lên, tam căn nguyện nào nó cũng lên, là cái người cổ đông họ happy, họ vui vẻ, thì họ sẽ vẫn giữ anh làm CEO, còn không họ bán cổ phần đi là anh dính liền. Cho nên CEO, giám đốc điều hành công ty họ không có trách nhiệm, không thể bảo bắt họ là anh phải chuyển này không được.
Chỉ có khi nào họ thấy cái rủi là tự động họ rút. Chẳng hạn như trường hợp bây giờ sau khi mà công ty Apple và một số công ty khác họ nhìn thấy cái rủi địa chính trị nó xảy ra, đặc biệt là sau 3 năm Covid mà Trung Cộng họ đóng cửa đó, cộng thêm cái chuyện là bây giờ đang có những cái địa chính trị mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng liên quan đến vấn đề Ukraine và một số quốc gia khác, thì Apple và một số quốc gia khác như Nike, IBM, Samsung họ mới rút ra, họ mới chuyển nó với cái nhà máy sản xuất của họ về Việt Nam, qua Ấn Độ, qua Singapore, Mã Lai, những quốc gia khác, chứ họ đâu có mang về Hoa Kỳ, tại vì những nơi đó giá công nhân vẫn còn rẻ, cho nên họ đưa về đó. Cho nên chính vì vậy đó mà không ai nói họ được, tự họ sẽ phải làm nếu họ cảm thấy rằng là cái quyền lợi về mặt tư lợi của họ có đe dọa thì họ đúng sẽ về mặt chính trị đó, chính quyền đó, yeah. Nhất là chính phủ Mỹ không thể nào bắt công ty đó phải đầu tư ở nước khác được, yeah. Trừ khi anh có cái lệnh cấm với những nước đó, chẳng hạn như cấm bang giao, yeah. Cấm về một số cấm hoạt động về vấn nếu đề kinh tế, cấm vận đi, yeah. Cấm vận thì anh mới cấm được, yeah. Chứ còn nếu không có cái lệnh cấm nào đó thì các công ty họ có quyền họ thương lượng và đặt trụ sở khắp mọi nơi, yeah. Cho nên tại vì chúng ta phải nhớ là Hoa Kỳ không phải là nước về vấn đề kinh tế chỉ huy, yeah. Mà kinh tế là kinh tế thị trường, yeah. Kẹt vào cái kinh tế thị trường đó là đôi lúc đó có những công ty họ xé rào, yeah. Họ đi ngược lại quyền lợi chính trị của đất nước, yeah. Và nó tạo ra những cái kẻ mà chống lại Hoa Kỳ hoặc là những cái nước mà sau này nó trở thành nguy hiểm đối với Hoa Kỳ, yeah. Tại vì cái lòng tham của mình, vâng. À, tư bản lúc nào cũng có chuyện đó, là cho nên làm chính trị đó, thì phải có những cái biện pháp nào mà mình thấy trước được chuyện đó, yeah. Rồi mình chặn đứng được chuyện đó và mình ngăn chặn cái chuyện đó không xảy ra, yeah. Yeah. Thì hồi thập niên 90 đó, khi mà Liên Xô sụp đổ đó, thì nó có cái tiến trình gọi toàn cầu hóa, anh còn nhớ vụ đó? Đúng rồi, yeah. Toàn cầu hóa xảy ra thì mình hay dùng nghe cái từ nó gọi là offshoring. Offshoring đây có nghĩa là mang những công ty của mình đi ra nước ngoài sản xuất, như Nike, Apple, nó gọi offshore, tức là đi ra nơi khác để mà sản xuất. Thì bây giờ họ không có offshoring nữa mà họ dùng một danh từ gọi là friendshoring, tức là những cái quốc gia bạn của mình. Tức là thay vì mình rút ra khỏi Trung Cộng thì mình rút ra đến những cái quốc gia mà tương đối bạn bè của Hoa Kỳ, đồng minh của Hoa Kỳ, có những cái quyền lợi tương đồng với Hoa Kỳ để mà đặt những cái cơ sở ở đó. Chẳng hạn như Apple, bây giờ họ sản xuất, anh biết iPad này nọ, họ sẽ sản xuất, và iPod đó, họ sản xuất ở tại Việt Nam. Rồi trong tương lai đó là cái nhà máy sản xuất điện thoại Apple đó, họ sẽ đưa qua Ấn Độ. Việt Nam đó thì không phải là một nước gọi là đồng minh của Hoa Kỳ. Không phải, dạ. Nhưng mà Việt Nam gọi là một nước không phải là một pose một cái threat, tức là không có phải là một cái nước mà đưa ra cái chuyện gọi là đe dọa vấn đề an ninh của Hoa Kỳ. Dạ. À, cho nên cái friend ở đây anh Tường Thắng nó cũng không phải là vấn đề mà nặng lắm là phải là bạn thôi đâu. Yeah. Đôi lúc chính trị chúng ta cũng biết là chính trị cộng sản Việt Nam vẫn là chính trị cộng sản, yeah, đúng đồng đảng. Yeah. Hoa Kỳ khi mà làm việc ở Việt Nam đó mà gửi những cái công ty qua bên đó là chúng ta biết là đây là nước vẫn độc tài mà. Yeah. Nhưng mà ít nhất họ không có cái sự mà chống phá lại mình, yeah, như là anh Trung Cộng. Yeah. Cho nên đối với dân Hoa Kỳ về vấn đề chính trị mình chấp nhận được. Đây là cái sự rủi ro chấp nhận được. Yeah. Cái rủi chấp nhận được. Và nó đẻ ra một chuyện là anh Tường Thắng, những cái chuyện mà vấn đề nhân quyền đó, con người đó, là thường thường nó bị secondary, tức là nó bị xuống hàng thứ hai, thứ ba. Đúng rồi, tại vì lợi nhuận của cổ đông vẫn quan trọng hơn. Đúng rồi. Vì họ và quyền lợi chính trị của Hoa Kỳ nữa anh Tường Thắng, yeah, là đôi lúc Hoa Kỳ họ cần cái đất nước này để làm những cái chuyện mà đầu tư, yeah, cho Hoa Kỳ, những công ty Hoa Kỳ đỡ rủi ro hơn. Dạ vâng. Thì có một công ty của Liên Âu là công ty Volvo, rồi anh biết Volvo là nó sản xuất xe hơi đó. À, của Thụy Điển đó, thì bây giờ Thụy Điển đã rút ra khỏi Trung Quốc mà đang trở lại về Thụy Điển để họ làm. À, công ty Adidas là công ty mà sản xuất giày dép của Đức, đồ thể thao của Đức. Bây giờ họ cũng rút ra khỏi Trung Cộng để mà họ đưa về Việt Nam làm. Dù sao thì Việt Nam cũng là một nơi mà họ, như anh vừa trình bày đó, cái rủi nó không có nhiều so với trường hợp như của Trung Cộng. Nếu Trung Cộng có lúc nào cũng đe dọa là sẽ đánh... các nước Đông Nam Á, đánh phía bên Đài Loan và đồng thời đi ngược lại quyền lợi của Liên Âu cũng như của Hoa Kỳ bằng cách là giúp đỡ anh Nga đấy, được nắng đấy không? Dạ đúng rồi, chiến tranh tới họ sẵn sàng giúp đỡ một người về vấn đề độc tài. Dạ. Đó là những cái rủi ro mà anh Trung Cộng, cái thái độ anh đưa ra đó. Dạ. Để cho các nước Liên Âu thấy là anh này không phải đồng minh. Dạ. Chắc chắn không phải đồng minh rồi, và cái sự rủi ro của Trung Cộng rất là lớn. Dạ. Thì do cái chuyện là mình thấy cái nơi nào đỡ rủi ro hơn. Dạ. Mình chuyển vào bên đó. Dạ. Nhưng mà cái sự mà rút ra khỏi Trung Cộng á, để chuyển về những cái nước
mà đỡ rủi ro hơn mà đừng ảnh hưởng tới quyền lợi của cổ đông á, cũng là một cái chiêu rất là khó, tại vì đó là một cái movement, yeah. một cái move, tức là một cái hành động đến đường thắng, yeah. mà các CEO họ phải quyết định rất là cẩn trọng. Yeah. Đúng rồi, là vì ảnh hưởng đến cái lợi nhuận của công ty và ảnh hưởng luôn cái ghế của họ đang ngồi nữa, họ có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Đúng nếu rồi. Như họ không mang được lợi nhuận cho công ty trong cái thời cái trong cái tam cán nguyệt đó, thì đó là cái khó của các người mà CEO, các chủ tịch công ty mà Hoa Kỳ, và bắt buộc họ phải làm như vậy thôi. Yeah. Và cái chuyện đó là chuyện do chính phủ Hoa Kỳ họ có những cái đường hướng nào trong tương lai đưa ra để các CEO đó, các người mà lãnh đạo các công ty đó, họ nhận thấy cái đường đó là đường này đường tốt hơn. Có lẽ họ học được cái bài học của Nga và Ukraine. Công ty ExxonMobil đó, khi rút ra khỏi Nga, họ đã mất đi 8 tỷ Mỹ Kim. Chấp nhận thôi, là bởi vì anh rút quá trễ. Đáng lẽ anh phải nhìn thấy cái điều đó, anh phải rút từ sớm. Công ty McDonald's đó thì cũng đã coi như là bán lại cái thương hiệu của mình cho chắc người Nga để hỏi. Anh stop loss đó, tức là anh bớt lại cái thiệt hại của anh đó. Bớt cái thiệt hại của anh. Bớt thiệt hại, anh giảm thiệt hại để anh ra đó. Dạ vâng, cho nên chính vì vậy đó mà làm CEO cũng không phải đơn giản, họ phải biết đánh hơi cái tất cả những sự thay đổi về phải nhận định tình hình thị trường và đồng thời cái quyết định mà như thế nào nữa. Dạ vâng. Vâng, trước khi trở lại buổi nói chuyện ngày hôm nay, Trường Nắng xin mời quý giả theo dõi phần thông tin của bạn đài truyền hình SBTN. Chúng tôi sẽ trở lại trong giờ lát. Dạ vâng, vừa rồi là phần thông tin thương mại đài truyền hình SBTN. Sau đó đáng xin được trở lại buổi nói chuyện với lại luật sư Đỗ Phủ. Thưa Phủ và thưa quý giả, thì chúng ta cũng biết rằng là cái cuộc bầu cử Hoa Kỳ đang bắt đầu từ từ nó nóng lên, nó ấm lên dần. Còn 6 tháng nữa thì sẽ có bầu cử sơ bộ của phía bên đảng Cộng Hòa tại Iowa. Còn riêng ở bên đảng Dân Chủ thì chúng ta đã biết ai rồi, chúng ta không cần phải bàn tới. Có một người nhân vật nữa anh Trường Thắng, cũng là Kennedy. Là phía bên ông Kennedy ông Robert Kennedy, cháu của John F. Kennedy và cháu của ông Bobby Kennedy, cũng yeah. là Robert Kennedy luôn, yeah. cũng ra ứng cử. Ông này thì ông nổi tiếng về vấn đề mà chống cái thuyết mà chống vaccine. Yeah. Ông là người dân chủ nha, cũng là bên đảng dân chủ. Yeah. Yeah. Thì nhưng mà cái đó cũng khó đó, ông rất nhỏ, cho nên mình họ không quan tâm. Có một điều rất là đặc biệt ở chỗ này là kính thưa ông Giao và thưa anh Phủ, là tờ Wall Street Journal là một tờ báo phải nói rằng là cực hữu, và ông cái người chủ của tờ báo này là ông Rupert Murdoch. Ông Rumor đó cũng là chủ của cái đài truyền hình Fox News, tờ báo cực hữu, nhưng mà lại không có bên ông Trump trong cái lần bầu cử này. Và mới đây thì hồi cuối tuần qua họ có viết một bài bình luận, một nhân viên của bài báo, của tờ báo đã viết một bài bình luận đã so sánh rằng là ông Trump nên cần gặp cái Waterloo của ổng. Đây là cái hình của cái anh em cái bài này, May Trump soon. Rich his Waterloo. Chúng ta biết cái Waterloo đó là cái trận đánh ở Napoleon, là trận đánh cuối cùng xảy ra vào ngày 18 tháng 6 năm 1815 giữa Napoleon, quân Phổ, quân Anh Quốc và quân Áo. Thì trong cái trận này Napoleon đã bị đánh bại và sau đó ông phải đi đày ở đảo St. Helena trong 6 năm và mất ở đảo St. Helena. Thì tại sao tờ báo này lại nhắc nhở là cái việc là ông Trump và Waterloo, tờ báo này so sánh giữa ông Napoleon, nghe là Napoleon là ông hoàng đế mà, và ông Trump. Thì tờ báo này nói rằng là không thể, dĩ nhiên là không thể so sánh giữa cái trái táo và quả cam được. Napoleon là rất là genius, là một người cực kỳ thông minh về vấn đề quân sự. Ông Trump á thì ông thông minh về vấn đề làm ăn buôn bán thôi. Nhưng mà hai ông này có một cái đặc điểm chung là chỗ này, là những người cuồng tín. Hai người đó thành lập ra những giáo phái gọi là giáo phái tôn thờ Napoleon, giáo phái tôn thờ ông Trump. Bằng cớ là phía ông Trump thì những người mà tôn thờ ông Trump thì gọi là ông là thiên sứ. Còn những người tôn thờ ông Napoleon thì tới giờ này vẫn còn nha, những người mà hâm mộ ông Napoleon vẫn còn. Nhưng mà cái thời đó, bài báo này nói là cái thời đó, cái Napoleon còn sống đó,
người ta cuồng ông Napoleon đến cái độ mà sẵn sàng chết cho Napoleon, ông kêu đi đánh trận, đánh giặc là đánh à. Đúng rồi, những cái sách mà hồi xưa đó anh Trần Thắng, nhiều người gọi là đại đế nã phá luân. Đúng rồi, đại đế mà, ông là emperor. Đúng rồi, nhưng mà gọi là đại đế chứ không phải là đế thôi nha. Nhưng mà nhiều sách vở chúng tôi đọc hồi còn nhỏ đó, ở Việt Nam mình dịch ra là đại đế nã phá luân. Đại đế. Đại đế nha. Đại đế. Chứ đế không là không nói chi nha, đại đế. Đại đế. Đại đế. Ông đánh 30 trận mà chỉ thua có 4 trận thôi. Nhưng mà những cái trận mà ông thua ở bên bên Waterloo là cái trận mà cuối cùng mà đưa đến chuyện mà ông bị đi đầy. Cái bị đi đầy, thua trận đánh đó. Yeah. Thì cái Waterloo đây có nghĩa là cùng chung số phận đấy, thằng Thắng. Cùng chung số phận. Cái thời đó. Là về vườn đó, mặc dù là những người mà như vậy nhưng mà về vườn thì họ giải thích, bài báo đó họ giải thích là tại sao họ có cái bình luận là tại sao đương số phận như vậy. Cái bài báo này bình luận tại sao ông Trump nên có trước hay sau cũng gặp cái số phận này. Và họ nói rằng những người mà những người gọi là theo giáo phái của Trump hoặc là giáo phái Napoleon đó, một khi cái hình tượng của họ bị mất đó, như trường hợp Napoleon thua cái trận đó rồi đó, thì tự động những cái giáo phái nó biến mất rất là nhanh. Nó không phải là một đảng chính trị, nó không phải là một cái gì mà có cái viễn tượng rất là xa. Thì phía bên ông Trump cũng vậy, thì những cái giáo phái mà cuồng Trump hoặc là đi theo ông Trump, tôn thờ ông Trump, gọi ông Trump là thiên sứ đó, thì tờ báo này nó cũng nói rằng là khi ông Trump thất bại thì những cái phong trào cuồng và giáo phái nó cũng sẽ biến mất rất nhanh, như trường hợp của Napoleon, giống nhau ở chỗ đó. Đó là tờ báo này, cho nên chính vậy mà tờ báo này nói là theo tờ báo này nó nói đã đến lúc á là ông Trump á là cho tới bây giờ trong cái cuộc bò trong cái cuối tuần qua ông có đến Iowa để ông vận động tranh cử đó, ông không đưa ra cái gì mới. Trong 4 tiếng đồng hồ ông ở đó đó thì hơn phân nửa là ông nói về cái cuộc thất cử của ông rồi, ông than phiền về vấn đề gian lận rồi, ông không đưa ra một cái điểm nào mới cả. Và chính vì vậy họ nói rằng là để giải quyết cái tình trạng mà gọi là cuồng và giáo phái này á, thì ông Trump cần phải gặp gọi là Waterloo càng sớm càng tốt, để cho những cái phe cuồng nó đi. Để chi vậy, tờ báo này thì là có một điều đặc biệt là trong bài báo này họ ủng hộ ông Chris Christie. Ông bảo ông Chris Christie đó là người có khả năng thắng ông Biden. Họ không nói ông DeSantis, họ không nói ông Mike Pence, không nói gì, nhưng mà ông nói là Chris Christie là người có khả năng thắng ông Biden. Và cái nhận xét đó có thể là một phần nào nó đúng với Trần Thắng. Dạ. Ông Chris Christie, ông là một người đảng Cộng Hòa, nhưng mà ông đảng Cộng Hòa thuộc loại mà trung dung. Và cái trung dung và có cái nhìn của ông ở trong đây là ông nhìn cho toàn nước Mỹ. Ông nói chuyện nó inclusive hơn, tức là trong toàn nước Mỹ. Ông không phải là theo tiếng Mỹ, ông Trump đó, thì theo tiếng Mỹ nó gọi là demagogue. Demagogue là một người là giống như giáo chủ đấy, đừng giáo chủ. Mà họ có những người mà lúc nào cũng nhiều người theo. Yeah. Và những người này họ lên nắm quyền đó bằng mang những cái chuyện mà xấu những con người ra. Chẳng hạn như là anh ghét người thượng, tôi đà phá người thượng, để anh số đông, anh người kinh mà, tôi đà phá người thượng để được để cho sự ủng hộ anh. Đuổi mấy người thượng đi, tụi nó chẳng hạn như vậy, mấy người thượng này đuổi đi, đuổi mấy người mèo mán này đi ở trên rừng núi đi, để chúng ta cần phải xây những nơi du khách, không cho ở nữa. Nó làm cho mình nghe mình sướng, mình thấy thích, mình cần lãnh đạo mạnh như vậy đó, phải đàn áp người ta đó. Con người thích mà như vậy mà. Giống như là cái chuyện mà anh đi kỳ thị người khác, mấy người tàn tật không cho tiền nó đâu. Què chân cho tiền làm gì? Sống gì làm cho hư xã hội thôi. Họ đại khái là họ mang những cái gì xấu nhất của con người ra để họ nói vào cái họ đánh vào số đông. Là mình không cần bảo vệ những người thiểu số nữa. Và mình lấy quyền số đông của mình để mình lập lên một cái hội và mình coi những người kia như cỏ rác vậy đó. Đó là cái chuyện mà demagogue là như vậy. Và những người đó lên đó dễ mà người con người đến Trần Thắng dễ thấy chuyện đó lắm và dễ theo lắm. Phần đông con người dễ theo lắm. Cái tôi ngạc nhiên nhất từ trước giờ của nước Mỹ là như tôi nghĩ là nước Mỹ nó dân Mỹ khó mà để bị nói chuyện đó, tại vì cái trình độ văn hóa của họ khá cao. Nhưng mà chúng ta thấy qua cuộc bầu cử với ông Trump rồi đó, không phải là văn hóa cao là mình giải quyết được đâu. Nhưng mà cần nhất là sự trung dung của con người, họ nhìn vào cái chuyện cả một cái bao nhiêu người mà nhìn vô cái này thấy chuyện này là đây là một cái demagogue, một cái chuyện mà họ mang những cái chuyện thầm kín nhất và những cái chuyện xấu xa của con người họ mang lên, chúng ta là người tốt vẫn bị được như thường và có thể bị ảnh hưởng. Tức là ông Trump ông khơi dậy được tất cả những cái đó. Đúng. Trong con người của người ta. Chúng ta thấy là ông Hitler trong thời mà Đức Quốc xã. Ông đã khơi dậy được cái đó. Ông khơi dậy được cái đó là cái sự thù ghét người Do Thái cho người Đức và họ làm từ từ nha. Mỗi ngày làm chút, mỗi ngày làm chút. Do Thái làm chuyện này đó, Do Thái làm chuyện này đó. Để tới lúc mà người ta thù ghét trên Do Thái. Ông Lenin
đã làm được chuyện đó trong cuộc cách mạng 1917. Yeah. Cho tôi bánh mì. À, mỗi ngày cho anh Trúc. À, cho anh Trúc. Hồ Chí Minh, ông cũng làm được chuyện đó. Yeah. Ông cũng kêu gọi cái chuyện đó của những người mà nghèo cùng khổ Việt Nam lên. Yeah. Và kêu những người này hy sinh là đó, thực dân Pháp đi như vậy đó. Yeah. Và những cái chuyện mà chúng ta cần làm cái cách mạng là như vậy đó. Đó là cách của Cộng sản. Yeah. Ông Trump cũng không khác gì họ hết. Nhưng yeah. mà ông kêu gọi được những cái người mà đa số là những người mà kỳ thị. Cái lòng yeah. kỳ thị mình lên. Cái đó là cái hay đó. Anh nhắc tới cái vụ mà hồi 1917 mà khi Lenin cho bánh mì cho những người nghèo khổ lúc bấy giờ đó là tại vì chiến tranh thế chiến thứ nhất, anh còn nhớ. Mà lúc bấy giờ đó là phía Sa Hoàng là kinh tế đã lụng bại rồi. Cùng lúc đó thì ở Việt Nam á, khi mà năm 1945 khi Cộng sản Việt Nam mà gọi là mà dùng danh từ là cướp chính quyền đó, thì thời điểm đó là năm Bắc Dậu là nó xảy ra cái chuyện mà nạn đói, anh nhớ không ạ? Đúng rồi. Con người ta rất là đói. Thì cái kịch bản mà Hồ Chí Minh sử dụng lúc bấy giờ đó, nó cũng giống như kịch bản mà Lenin đã được để học từ Lenin, nó được sử dụng từ năm 1917 và từ đó nó thu hụt. Nó đẻ ra cái xấu là cái này nạn tình thắng. Dạ. Là cái mà con người thấy không sao, đấu tố. Dạ. Anh thấy không? Dạ. Mình thấy cái chuyện đấu tố rõ ràng là chuyện không có nhân bản. Dạ. Anh mang con người ta, anh xử đấu tố. Dạ. Anh cho máy cày kén cho họ chết chẳng hạn như dạ. vậy. Dạ. Đem người nhà ra, người này tốn cái chia. Cộng sản, đối với Cộng sản, chuyện đó là chuyện anh thiêng liêng. Yeah. Và chuyện đó để anh nói lên cái chuyện là anh say thay đổi xã hội đó. Yeah. Nhưng mà chúng ta con người nhìn lại lúc đó đó, tại vì người nghèo họ tức những yeah. người mà cầm đầu, yeah. giới điện chủ. Yeah. Cho nên những cái chuyện nó xảy ra họ đi ủng hộ. Nó giống như là cái chuyện mà anh mang những cái gì mà con người họ nhìn thấy á, lúc đó họ dễ kỳ thị, dễ nổi nóng. Yeah. Họ cứ đổ hết mọi chuyện cho những người điện chủ. Đó là một cái mà Cộng sản họ đã lợi dụng được đó. Ở miền Nam còn có hình ảnh đó là những người điện chủ họ bị bắt ra, họ bị trói vào trong cái cây đó, rồi họ lấy dao mổ bụng rồi nhát trấu vô mà khi mà mổ bụng rồi cái ruột nó rớt lòi ra ngoài, xong họ những cái đó là những cái chuyện, đúng rồi, những cái đó là những cái mà tôi thấy là con người đó khi mà họ bị sôi động nó kích động đó, đôi lúc mình không để lý trí mình suy nghĩ nữa. Yeah. Mà mình vào cái chuyện cảm tính. Ông Trump ông giỏi trong chuyện cảm tính này. Yeah. Ông kêu gọi được cảm tính đó từng thằng. Yeah. Yeah. Thì cái vấn đề đặt ra đó, tờ báo của tờ Washington Journal họ viết bài đó, họ so sánh với hai bên. Nhưng sự so sánh không phải là sự thông minh giữa Napoleon và ông Trump, mà so sánh là những cái người đi theo giáo phái, thành lập giáo phái để tôn thờ những người đó. Và khi mà hai cái hình tượng nó biến mất, thì những giáo phái nó đúng sẽ... Và cái nguy hiểm của con người là chúng ta nên lúc nào cũng phải bình tĩnh nhìn lại coi những cái chuyện mình thấy ở trên đất nước Mỹ xảy ra, đừng để cảm tính mình đôi lúc mà là nó overcome, tức là nó vượt qua tất cả những vấn đề lý trí của chúng ta. Dạ vâng, rất cảm ơn luật sư Đỗ Phủ, và xin cảm ơn quý giả của SBTN, và xin hẹn quý giả vào tuần sau giờ này trên đài truyền hình SBTN. Xin kính chào quý vị.